Ba môn giải thoát, tám thánh đạo, các uẩn xứ giới và duyên khởi đều quán sát được chẳng tịch diệt, đầy chỗ ở của bậc thiện xảo. Đã chứng được ba môn giải thoát, tám thánh đạo, năm uẩn sáu xứ, 18 giới và 12 nhân duyên, pháp duyên khởi này hoàn toàn quán sát được, khéo vận dụng, chẳng thú hướng tịch diệt. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện. Mười phương cõi nước và chúng sinh dùng trí vô ngại đều quán sát, rõ tánh đều không chẳng phân biệt. Đây chỗ ở của bậc tịch diệt. Mười phương cõi nước chư Phật và tất cả chúng sinh dùng mắt trí huệ vô ngại quán sát khắp, thấu rõ tánh tất cả pháp đều là không, chẳng sinh tâm phân biệt. Đây chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát tịch diệt. Đi khắp pháp giới đều vô ngại, mà cầu tánh đi không thể được, như gió trong không chẳng chỗ đi, đây chỗ ở của bậc không nương. Đi khắp mười phương pháp giới đều không chướng ngại, mà cầu pháp tánh tu hành không thể được, như gió đi ở trong hư không nhìn chẳng thấy dấu tích đã đi qua, đây chỗ ở của bậc không nương tựa. Thấy khắp đường ác loại quần sinh, chịu các khổ độc không chỗ về, phóng đại từ quang đều trừ diệt, đây chỗ ở của bậc thương xót. Thấy khắp tất cả chúng sinh ở trong ba đường ác, thọ tất cả khổ độc, không có chỗ quay về, vị Bồ Tát này phóng ra quang minh đại từ, đều trừ diệt khổ của tất cả chúng sinh đang thọ ở trong ba đường ác. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát thương xót chúng sinh. Thấy các chúng sinh mất chánh đạo, ví như sinh mù sợ đường hiểm, dẫn họ khiến vào thành giải thoát, đây chỗ ở của Đại Đạo Sư. Thấy tất cả chúng sinh đều mất đi chánh đạo, giống như người sinh mù, khi đi đường rất sợ hãi, chẳng biết đâu là con đường chân chánh, vị Bồ Tát này dẫn đường họ, khiến cho họ vào thành giải thoát, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát, Đại Đạo Sư trời người. Thấy các chúng sinh vào lưới ma, sinh già bệnh chết thường bức bách, khiến họ giải thoát được an vui, đây chỗ ở của bậc dũng kiện. Thấy tất cả chúng sinh đều vào trong lưới ma, sinh già bệnh chết bốn khổ lớn, luôn luôn bức bách họ, vị Bồ Tát này hay khiến cho họ đắc được giải thoát và an vui, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát, Đại Dũng Kiện. Thấy các chúng sinh bệnh mê hoặc, mà khởi tâm thương xót rộng lớn, dùng thuốc trí huệ đều trừ diệt, đây chỗ ở của Đại Y Vương. Thấy tất cả chúng sinh đều bị bệnh mê hoặc, vị Bồ Tát này khởi tâm thương xót rộng lớn, dùng thuốc hay trí huệ đều trừ diệt hết sạch tật bệnh của chúng sinh. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát Đại Y Vương. Thấy các quần sinh chìm biển cõi, trầm luân lo sợ thọ các khổ, đều dùng thuyền pháp mà cứu họ, đây chỗ ở của bậc khéo độ. Thấy tất cả chúng sinh đều chìm đắm ở trong biển cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trầm luân ở trong ba đường ác, lo sợ thọ các khổ, vị Bồ Tát này đều dùng thuyền pháp cứu họ thoát khỏi biển khổ, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát khéo độ chúng sinh. Thấy các chúng sinh trong biển hoặc mà phát tâm bồ đề diệu báu, đều vào trong đó để cứu họ, đây chỗ ở của bậc khéo vớt. Thấy tất cả chúng sinh ở trong biển mê hoặc, vị Bồ Tát này phát tâm bồ đề diệu báu vào trong biển khổ để cứu họ thoát khỏi biển khổ, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát khéo cứu vớt chúng sinh. Luôn dùng đại nguyện mắt từ bi quán khắp tất cả các chúng sinh từ các biển cõi mà cứu ra, đây chỗ ở của Kim Sĩ Vương. Vị Đại Bồ Tát này, ngài luôn dùng đại nguyện mắt từ bi quán sát khắp tất cả các chúng sinh từ trong biển tam giới 25 cõi mà cứu họ thoát ra, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát Kim Sĩ Điều Vương. Ví như nhật nguyệt trong hư không, tất cả thế gian đều chiếu khắp, trí huệ quang minh cũng như vậy, đây chỗ ở của bậc chiếu thế. Vị Đại Bồ Tát này, ngài giống như mặt trời mặt trăng ở trong hư không, tất cả thế gian đều được ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu sáng khắp, chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, trí huệ quang minh cũng như vậy, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đèn sáng chiếu thế gian. Bồ Tát vì độ một chúng sinh khắp thuở vị lai vô lượng kiếp, như vì một tất cả cũng vậy, đây chỗ ở của bậc cứu thế. Bồ Tát vì giáo hóa một chúng sinh trải qua đời đời kiếp kiếp vô lượng thời gian, vô lượng kiếp để giáo hóa họ, khắp thuộc vị lai vô lượng kiếp cũng không ngừng nghỉ, giáo hóa một chúng sinh là như thế, giáo hóa tất cả chúng sinh cũng như vậy. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đấng từ tôn cứu thế.
nơi một cõi nước độ chúng sinh, hết kiếp vị lai không ngừng nghỉ. Mỗi mỗi cõi nước đều như thế, đây chỗ ở của ý kiên cố. Ở trong một cõi nước giáo hóa tất cả chúng sinh, hết kiếp thổ vị lai cũng không ngừng nghỉ. Một cõi nước là như thế, tất cả cõi nước cũng đều như thế. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát ý nguyện kiên cố. Pháp của mười phương chư Phật nói, một tòa pháp thọ đều kiến hết, hết kiếp vị lai luôn như thế, đây chỗ ở của bậc Trí Hải. Pháp của mười phương ba đời tất cả chư Phật nói, pháp tại một tòa nói, khắp khiến cho chúng sinh tin thọ đều minh bạch được, đều khiến cho cùng tận dù hết kiếp thọ vị lai cũng đều như thế. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đầy đủ biển trí huệ. Du hành tất cả biển thế giới, vào khắp tất cả biển đạo tràng, cúng dường tất cả biển Như Lai, đây chỗ ở của bậc tu hành. Du hành khắp tất cả biển thế giới, vào khắp biển đạo tràng của tất cả chư Phật, cúng dường tất cả biển chư Phật, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo. Ý nghĩa biển là hình dung rộng lớn không bờ mé. Tu hành tất cả biển diệu hạnh, phát khởi vô biên biển đại nguyện, như vậy trải qua biển các kiếp, đây chỗ ở của bậc công đức. Tu hành tất cả biển diệu hạnh không thể nghĩ bàn, phát khởi vô biên biển đại nguyện, như vậy trải qua vô lượng biển đại kiếp, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đầy đủ công đức Bồ Tát hạnh. Nơi một lỗ lông vô lượng cõi, Phật chúng sinh kiếp bất khả thuyết, như vậy thấy rõ đều khắp cùng, đây chỗ ở của mắt vô ngại. Nơi một lỗ chân lông có vô lượng cõi nước, vô lượng chư Phật, vô lượng chúng sinh, vô lượng số kiếp đều bất khả thuyết, cảnh giới như vậy đều thấy rõ, đều khắp cùng, đây là chỗ ở của Đại Bồ Tát mắt vô ngại. Một niệm nhiếp khắp vô biên kiếp, cõi nước chư Phật và chúng sinh, trí huệ vô ngại đều tránh chi, đây chỗ ở của bậc đủ đức. Trong khoảng một niệm có thể nhiếp khắp vô lượng kiếp, vô biên cõi nước, vô biên chư Phật, vô biên chúng sinh, trí huệ vô ngại đều hoàn toàn tránh chi, tránh kiến, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát, đầy đủ biển công đức. Mười phương cõi nước nghiền làm bụi, tất cả nước biển dùng lông chấm, Bồ Tát phát nguyện số như vậy, đây chỗ ở của bậc vô ngại. Mười phương hết thảy cõi nước đều nghiền nát thành bụi, tất cả nước biển dùng sợi lông chấm nước cho đến khi cạn hết, Bồ Tát phát nguyện số cũng lại như vậy, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát vô ngại. Thành tựu tổng trì môn tam muội, đại nguyện các thiền và giải thoát, mỗi mỗi đều trụ vô biên kiếp, đây chỗ ở của chân Phật tử. Thành tựu pháp môn tổng trì tam muội, đại nguyện phát ra sở tu thiền định giải thoát chứng được, mỗi thứ đều trụ vô biên đại kiếp, đây là chỗ ở của Đại Bồ Tát chân chánh đệ tử Phật. Vô lượng vô biên các Phật tử, đủ thứ thuyết pháp độ chúng sinh, cũng nói thế gian các kỹ thuật, đây chỗ ở của bậc tu hành. Có vô lượng vô biên các đệ tử của Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để thuyết pháp cứu độ tất cả chúng sinh, cũng nói tất cả kỹ thuật và số lý thế gian, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh. Thành tựu thần thông phương tiện trí, tu hành như huyễn diệu pháp môn, mười phương năm cõi đều hiện sinh, đây chỗ ở của bậc vô ngại. Thành tựu tất cả thần thông phương tiện trí huệ, tu hành diệu pháp môn như huyễn tam muội, thì hiện thọ sinh trong biển năm cõi, nhiều như số hạt bụi trong mười phương để giáo hóa tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh, cho nên từ cõi thường tịch quang tịnh độ đến năm cõi tạp cư địa. Đây là tinh thần của Bồ Tát xả mình vì mười, chúng ta nên kiến hiền tư tè, thấy người khác giỏi thì nên cố gắng làm cho bằng họ, học tập theo Bồ Tát mới đúng, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát vô ngại. Bồ Tát xưa từ sơ phát tâm, tu hành đầy đủ tất cả hạnh, hóa thân vô lượng khắp pháp giới, đầy chỗ ở của bậc thần lực. Bồ Tát thuở xưa từ lúc ban đầu phát tâm thì tu hành đầy đủ tất cả hạnh môn, hóa thân nhiều vô lượng vô biên khắp pháp giới, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát, có đại thần thông lực. Một niệm thành tựu đạo Bồ Đề, khắp làm vô biên trí huệ nghiệp, thế tình nghĩ bàn đều phát cuồng, đây chỗ ở của bậc khó lường. Trong khoảng một niệm có thể thành tựu đạo Bồ Đề, khắp làm vô biên trí huệ nghiệp, tất cả tình nghĩ bàn của thế gian thảy đều phát cuồng, đều thuộc về cuồng tâm giã tính, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát khó độ lượng. Thành tựu thần thông không chướng ngại, du hành pháp giới đều khắp cùng, nơi tâm chưa từng có sở đắc, đây chỗ ở của bậc tịnh huệ.
thành tựu tất cả thần thông không chướng ngại, du hành pháp giới đều khắp cùng, nơi tâm chưa từng có sở đắc. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát có trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát tu hành vô ngại huệ, vào các cõi nước không chấp trước, dùng trí không hai chiếu sáng khắp, đây chỗ ở của bậc vô ngã. Bồ Tát tu hành trí huệ vô ngại, đi đến các cõi nước chư Phật cũng không có sự chấp trước, dùng trí huệ quang minh không hai chiếu sáng khắp pháp giới, đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát vô ngã. Biết rõ các pháp không y trì, bản tánh tịch diệt đồng hư không, thường hành như vậy trong cảnh giới, đây chỗ ở của bậc ly cấu. Biết rõ tất cả các pháp đều không chỗ y trì, bản tánh của pháp vốn là tịch diệt đồng như hư không, thường hành trong cảnh giới như vậy, đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát ly cấu. Thấy khắp quần sinh thọ các khổ, phát đại nhân từ trí huệ tâm, nguyện thường lợi ích các thế gian, đây chỗ ở của bậc thương xót. Thấy khắp tất cả chúng sinh thọ các khổ độc, bèn phát tâm đại nhân từ và tâm đại trí huệ, nguyện thường lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian, đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát thương xót chúng sinh. 32 bài kệ ở trên phân làm 4 đoạn. 1. Có 7 bài kệ tóm lược tự lợi hạnh thắng. 2. Có 10 bài kệ khen lợi tha hạnh thắng. 3. Có 8 bài kệ khen công đức thắng. 4. Có 7 bài kệ khen phương tiện thắng. Chúng ta xuất gia tu đạo, lúc nào cũng phải nhiếp trì thân tâm, không thể tùy tiện phóng dật. Ở trong đạo tràng tu hành, một ngày mà không tiến bộ thì sẽ thối lùi. Do đó, một ngày không lỗi để sửa là một ngày không có công lao để tiến tới. Người xuất gia phải nghiêm trì 4 đại oai nghi đi đứng nằm ngồi. Do đó có câu, hành như phong, tọa như trung, lập như tùng, ngọa như cung. Khi đi thì như gió thoảng, sóng nước không sinh. Chẳng phải đi như cuồng phong làm cho sóng biển nổi dậy ầm ầm. Khi ngồi thì an ổn như đại hồng trung. Đừng giống như hồng trung ngã lan không ổn định, lăn qua lăn lại không ngừng. Khi đứng thì thân ngay thẳng giống như cây tùng, đứng vững vàng không nương tựa vào vật gì hết. Khi nằm thì phải nằm tư thế cát tường, nằm nghiêng về bên phải, tư thế như cây cung. Người xuất gia phải đặc biệt chú ý 4 đại oai nghi này. Người xuất gia không thể ăn nói hàm hồ, khi nói thì phải trịnh trọng sự việc, không thể không cẩn thận lời nói, làm gương mẫu cho mọi người ở mọi nơi, không thể nói cười đùa giỡn hô hố. Như vậy là không giữ gìn quy luật trong đạo tràng. Hành vi cười nói hô hố, nếu ngoại đạo mà thấy được, thì họ sẽ phê bình người xuất gia của vạn Phật thành không giữ quy củ. Như vậy thì làm sao mà tu đạo, làm sao mà thành tựu? Đừng vì một hai người không giữ quy củ mà phá hoại danh dự của vạn Phật thành. Vạn Phật thánh thành là ngọn đèn sáng của Phật giáo thế giới, mọi người nhất cử, nhất động, lời nói, việc làm đều phải đặc biệt cẩn thận. Xuất gia tu đạo lúc nào cũng phải quản lý chính mình, đừng cứ khởi vọng tưởng, dù là vọng tưởng tốt hoặc vọng tưởng xấu, đều phải thu thập cho sạch sẽ. Do đó có câu, một niệm không sinh, đến được cảnh giới này thì sẽ tương ứng với đạo, tin tức tốt sẽ đến. Nếu cứ khởi những vọng tưởng vô ích, thì tuy thân ở chỗ tịch tĩnh, nhưng tâm thì ở chỗ ồn ào. Như vậy thì làm sao mà dụng công tu đạo, làm sao mà có sự thành tựu? Như vậy chỉ lãng phí thời gian chứ chẳng phải là tu đạo. Người chân chánh tu đạo thì tuyệt đối không khỏi vọng tưởng. Vọng tưởng là sự chướng ngại bạn không tiến bộ được, dễ sinh tâm thối lùi. Bất cứ người xuất gia hoặc là người tại gia, chẳng có việc quan trọng gì thì không thể vào lưu phòng người khác. Bạn đến lưu phòng tôi nói chuyện chơi, tôi sẽ đến lưu phòng bạn uống trà, chỉ phí thời gian luống qua. Bạn chẳng tu hành cũng được, nhưng đừng chướng ngại người khác tu hành, bằng không tương lai sẽ đọa vào địa ngục vô gián, khó ra khỏi được. Đã phát tâm tu đạo thì phải chuyên tâm nhất trí, đối với thời gian phải thương tiếc. Do đó có câu, một tấc thời gian là một tấc vàng khó mua được tấc thời gian. Lại nói, mất đi tấc vàng dễ được lại, thời gian qua rồi khó tìm lại. Các vị phải thương tiếc thời gian, nhất là người tu đạo tranh thủ từng giây từng phút đừng để lãng phí. Biết đâu rằng trong giây phút đó là cơ hội khai ngộ. Khi ăn cơm đừng có nói chuyện. Mỗi ngày khi ăn cơm chúng ta đều đọc là tán tâm tạp thoại tín thí nan tiêu, nghĩa là nói chuyện tâm tán loạn thì của đàn na khó tiêu. Đã đọc như vậy thì tại sao không giữ quy củ? Do đó có câu, không có quy củ thì khó thành vuông tròn,
Không giữ quy củ thì làm sao có trí huệ, làm sao được khai ngộ. Đức Khổng Tử đã từng nói tầm bất ngôn thực bất ngữ, nghĩa là ngủ không nói, ăn không nói. Khi chúng ta dùng cơm ở trai đường đừng có gây tiếng ồn, chỉ có tiếng ăn cơm. Như vậy chẳng những hợp với quy củ mà cũng hợp vệ sinh nữa. Ăn từ từ nhai kỹ càng thì dễ tiêu hóa, cũng có lợi ích cho thân tâm nữa. Phật tử trụ lầu này hiện khắp trước chúng sinh, giống như vầng nhật nguyệt khắp trừ tối sinh tử. Thiện tài đồng tử lại nói, đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báo này, ngài thị hiện khắp ở trước chúng sinh chín pháp giới, giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng khắp diệt trừ đen tối sinh tử của chúng sinh. Đệ tử chân chánh của Phật chẳng còn mọi phiền não, chẳng còn mọi chấp trước, chẳng còn mọi vọng tưởng, đã đạt đến cảnh giới vô lậu, chứng được vô dư niết bàn. Còn chúng sinh thì có phiền não, có chấp trước, có vọng tưởng, cho nên trôi nổi ở trong sáu nẻo luân hồi, vĩnh viễn không biết lúc nào chấm dứt. Giống như hạt bụi trôi nổi ở trong hư không, lúc lên trời, lúc xuống đất, lúc làm người, lúc làm quỷ, lúc làm Atula, lúc làm súc sinh, theo nghiệp lực sở cảm mà đi thọ sinh. Đời này họ Trương, đời sau họ Lý, đời sau nữa họ Triệu hoặc họ Vương, chẳng biết được, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, liên tục không ngừng, cho nên chuyển tới chuyển lui ở trong sáu nẻo, trôi nổi không ngừng. Phật tử trụ lầu này khắp thuận tâm chúng sinh, biến hiện vô lượng thân, đầy khắp mười phương cõi. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài khắp tùy thuận tâm tất cả chúng sinh, biến hiện vô lượng vô biên thân, đầy khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, giúp Phật Hoằng Dương giáo hóa. Phật tử trụ lầu này, dù khắp các thế giới, tất cả chỗ Như Lai, vô lượng vô số kiếp. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài chẳng động bổn xứ mà du khắp mười phương tất cả thế giới, trong hết thảy đạo tràng của chư Phật tu hành Bồ Tát đạo, trong vô lượng vô biên đại kiếp cứu giúp tất cả chúng sinh. Phật tử trụ lầu này nghĩ lường các Phật pháp vô lượng vô số kiếp, tâm ngài không nhàm mỏi. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài hay nghĩ lường nghiên cứu tu hành pháp của chư Phật nói, trải qua vô lượng vô số đại kiếp, tâm ngài học Phật pháp dũng mãnh tinh tấn, không nhảm mỏi, không giả đãi. Phật tử trụ lầu này niệm niệm vào tam muội, mỗi mỗi môn tam muội xiển minh các cảnh Phật. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài ở trong niệm niệm đều vào cảnh giới tam muội, mỗi pháp môn tam muội đều xiển minh cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Phật tử trụ lầu này đều biết tất cả cõi vô lượng vô số kiếp chúng sinh Phật danh hiệu. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài đều biết tất cả cõi nước chư Phật, trong vô lượng vô số kiếp, hết thảy chúng sinh và danh hiệu của chư Phật. Phật tử trụ lầu này, một niệm nhiếp các kiếp, nhưng tùy tâm chúng sinh mà không tưởng phân biệt. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài ở trong một niệm nhiếp thọ tất cả kiếp là một niệm, nhưng tùy thuận tâm của tất cả chúng sinh mà không có tưởng phân biệt. Phật tử trụ lầu này tu tập các tam muội, trong mỗi mỗi tâm niệm biết rõ pháp ba đời. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài tu tập tất cả tam muội, trong mỗi lần khởi tâm động niệm đều biết rõ tất cả Phật pháp ba đời, quá khứ hiện tại và vị lai. Phật tử trụ lầu này kiết già thân bất động, hiện khắp tất cả cõi trong tất cả các loài. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài ngồi kiết già, thân tâm đều bất động, mà thị hiện khắp tất cả cõi, lại thị hiện khắp ở trong tất cả các loài. Tại sao vậy? Vì giáo hóa tất cả chúng sinh, cho nên hy sinh chính mình, do đó có câu xả mình vì người. Phật tử trụ lầu này, uống biển pháp chư Phật, vào sâu biển trí huệ, đầy đủ biển công đức. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, nước của ngài uống là nước biển pháp của chư Phật nói. Ngài vào sâu biển trí huệ của chư Phật, đầy đủ biển công đức của chư Phật. Phật tử trụ lầu này đều biết số các cõi, số đời, số chúng sinh, số danh Phật cũng thế. Đệ tử của Phật ở trong đại lầu các báu này, ngài biết được số lượng các cõi của chư Phật, còn biết số lượng mười phương tất cả thế giới, còn biết số lượng hết thảy chúng sinh, còn biết số lượng danh hiệu của chư Phật,
Do đó có câu chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấu. Phật tử trụ lầu này, một niệm đều thấu rõ trong tất cả ba đời, thành hoại của cõi nước. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài ở trong khoảng một niệm, đều hoàn toàn thấu rõ sự thành trụ hoại không hết thảy cõi nước trong tất cả ba đời. Thành có 20 tiểu kiếp, trụ có 20 tiểu kiếp, hoại có 20 tiểu kiếp, không có 20 tiểu kiếp. 80 tiểu kiếp là một đại kiếp, tuổi thọ của trái đất chỉ có thời gian 20 tiểu kiếp. Phật tử trụ lầu này, biết khắp hạnh nguyện Phật, tu hành của Bồ Tát, chúng sinh căn tánh dục. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài biết khắp hạnh nguyện của chư Phật tu, lại còn biết hạnh nguyện của Bồ Tát tu, lại còn biết rõ căn tánh của chúng sinh như thế nào, dục lạc của chúng sinh ra sao. Phật tử trụ lầu này, thấy trong một hạt bụi, vô lượng cõi đạo tràng, chúng sinh và các kiếp. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, còn mắt pháp của ngài thấy rõ ở trong một hạt bụi có vô lượng đạo tràng biển cõi của chư Phật, có vô lượng chúng sinh, có vô lượng đại kiếp. Như trong một hạt bụi, tất cả bụi cũng thế, đủ thứ đều đầy đủ, nơi nơi đều vô ngại. Chẳng những ở trong một hạt bụi là như thế, có cảnh giới đạo tràng chúng sinh đại kiếp, mà ở trong tất cả hạt bụi cũng đều như thế, có cảnh giới đạo tràng chúng sinh đại kiếp, đủ thứ đều đầy đủ, nơi nơi đều vô ngại. Phật tử trụ lầu này, quán khắp tất cả pháp, chúng sinh cõi và đời, không khởi không chỗ có. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài hay quán sát khắp tất cả Phật pháp, tất cả chúng sinh pháp, tất cả cõi nước pháp, tất cả thế giới pháp, vốn thảy đều tịch tĩnh, chẳng khởi cũng chẳng chỗ có. Quán chúng sinh bình đẳng, pháp Như Lai bình đẳng, cõi các nguyện bình đẳng, ba đời đều bình đẳng. Quán sát tất cả chúng sinh bình đẳng, quán sát tất cả các pháp bình đẳng, quán sát tất cả chư Phật bình đẳng, quán sát tất cả cõi nước bình đẳng, quán sát tất cả đại nguyện bình đẳng, quán sát ba đời bình đẳng, chẳng có gì khác biệt. Phật tử trụ lầu này, giáo hóa các quần sinh, cúng dường các Như Lai, suy ngẫm tánh các pháp. Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài hay giáo hóa tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật, suy ngẫm tánh tất cả các pháp, tu hành tất cả pháp môn, tóm lại riêng làm Phật sự, không có nhảm mỏi. Vô lượng ngàn vạn kiếp, sở tu nguyện trí hạnh, rộng lớn không thể lường, khen ngợi chẳng hết được. Trong vô lượng ngàn vạn đại kiếp, sở tu đại nguyện và sở tu trí hạnh đều rộng lớn vô biên không thể dò lường được, dù có khen ngợi cũng chẳng thể cùng tận. Bậc đại dũng mãnh này, sở hành không chướng ngại, an trụ trong lầu này, con chắp tay kính lễ. Vị Bồ Tát tất cả đại dũng mãnh này, sở hành không chướng ngại, an trụ ở trong đại lầu các báu này, con thiện tại đồng tử chắp tay kính lễ, con dùng tâm trí thành đảnh lễ ngài. Trưởng tử của chư Phật, đấng thánh đức tử thị, nay con cung kính lễ, cúi xin nghĩ đến con. Bồ Tát ở trong đại lầu các báu này, ngài là trưởng tử của chư Phật, ngài có đức hạnh của bậc thánh nhân, ngài là đấng tử thị Bồ Tát Di Lặc, nay con cung kính đảnh lễ, cúi xin đại Bồ Tát từ bi nghĩ đến con xin lắng nghe lời chỉ dạy của ngài. 21 bài kệ ở trên phân làm 6 đoạn, một có 2 bài kệ hạ hóa, 2 có 2 bài kệ thượng quán, 3 có 5 bài kệ rõ tam muội tự tại, 4 có 7 bài kệ rõ trí huệ sâu rộng, 5 có 1 bài kệ hiện bày sự bình đẳng, 6 có 4 bài kệ kết đức thân kính cầu sự gia trì. Bấy giờ thiện tài đồng tử dùng vô lượng pháp tán thán khen ngợi tất cả Bồ Tát như vậy để khen ngợi các Bồ Tát ở trong đại lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng rồi, khom mình chắp tay, cung kính đảnh lễ, một lòng muốn được thấy Bồ Tát Di Lặc gần gũi cúng dường. Lúc đó thiện tài đồng tử dùng vô lượng pháp tán thán khen ngợi tất cả Bồ Tát như vậy để khen ngợi các Bồ Tát ở trong đại lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng rồi, khom mình chắp tay, cung kính đảnh lễ, một lòng muốn được thấy Bồ Tát Di Lặc gần gũi Bồ Tát Di Lặc, cúng dường Bồ Tát Di Lặc, phụng thờ Bồ Tát Di Lặc. Bèn thấy đại Bồ Tát Di Lặc từ nơi khác đến, có vô lượng chư thiên long dạ xoa, càn thất bà Atula, ca lô la, khẩn na la, ma hầu la già vương, thích vạn hộ thế và vô lượng quyến thuộc chúng bà la môn, cùng với vô số trăm ngàn chúng sinh khác vây quanh trước sau,
cùng đi đến chỗ đại lầu các báu trang nghiêm tạng. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn thấy đại Bồ Tát Di Lặc từ nơi khác đến, có vô lượng chư thiên vương, lại có vô lượng long vương, có vô lượng dạ xoa vương, có vô lượng cản thát bà vương, có vô lượng a tu la vương, có vô lượng ca lâu la vương, có vô lượng khẩn na la vương, có vô lượng ma hầu la giả vương, lại có đế thích thiên vương, đại phạm thiên vương, hộ thế tứ thiên vương và vô lượng quyến thuộc của với chúng bà la môn. Ngoài ra còn có vô lượng vô số trăm ngàn chúng sinh khác vây quanh trước sau Bồ Tát Di Lặc cùng đi đến chỗ đại lầu các báu tỷ lô giá na trang nghiêm tạng. Thiện tài thấy rồi hoan hỷ hớn hở, năm thể sát đất. Thiện tài đồng tử thấy Bồ Tát Di Lặc rồi hoan hỷ vui mừng hớn hở, năm thể sát đất, đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, lắng nghe ngài khai thị. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc quán sát thiện tài, chỉ thị đại chúng khen ngợi công đức của thiện tài mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Di Lặc quán sát công đức của thiện tài đồng tử đã viên mãn, bèn chỉ thị đại chúng khen ngợi công đức của thiện tài đồng tử mà nói ra 113 bài kệ dưới đây. Bài kệ đầu tiên là chỉ chúng tổng tán, bài kệ cuối cùng là lược bài hậu hữu. Ở giữa 111 bài kệ là biệt tán thắng đức. Các ông xem thiện tài, trí huệ tâm thanh tịnh, vì cầu hạnh Bồ Đề mà đi đến chỗ ta. Bồ Tát Di Lặc nói với đại chúng rằng: Các vị đại chúng hãy quan sát vị thiện tài đồng tử này. Trí huệ tâm của thiện tài rất thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Thiện tài vì cầu hạnh Bồ Đề giác đạo mà đi đến chỗ ta. Bài kệ ở dưới là giới thiệu hạnh công đức của thiện tài đồng tử, nói rõ với đại chúng: Lành thay viên mãn từ, lành thay thanh tịnh bi, lành thay mất tịch diệt, tu hành không lười mỏi. Lành thay thiện tài đồng tử đã viên mãn tâm đại từ, có thanh tịnh đại bi tâm, đã chứng được mất tịch diệt, đi đến các nơi học hỏi với các vị thiện tri thức, không khi nào lười mỏi, đều dũng mãnh tinh tấn, chẳng từ mệt nhọc, đi tham phương từng vị thiện tri thức. Lành thay thanh tịnh ý, lành thay tâm rộng lớn, lành thay bất thối truyền, tu hành không lười mỏi. Lành thay ý của thiện tài đã thanh tịnh, có tâm lượng rộng lớn, do đó dọc bao thái hư, ngang khắp pháp giới, đắc được căn lành bất thối truyền. Khi tu hành thì chỉ có tinh tấn tuyệt đối, không lùi về sau, cũng không giả đãi, cũng không mệt mỏi. Lành thay hạnh bất động, thường cầu thiện tri thức, thấu đạt tất cả pháp, điều phủ các quần sinh. Lành thay thiện tài đã tu được tâm hạnh bất động, chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, đã đến được trình độ này. Thường tìm cầu thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, đã thấu rõ thông đạt tất cả Phật pháp, điều phục được hết thảy chúng sinh can cường. Lành thay hành diệu đạo, lành thay trụ công đức, lành thay hướng Phật quả, chưa từng có mệt mỏi. Lành thay thiện tài tu hành diệu đạo không thể nghĩ bàn, trụ ở trong rừng công đức viên mãn nhất, đã hướng đến Phật quả sẽ thành Phật, tuy nhiên tinh tấn chưa từng có tâm mệt mỏi. Lành thay đức làm thể, lành thay pháp thấm nhuần, lành thay vô biên hạnh, thế gian khó gặp được. Lành thay thiện tài dùng đạo đức làm thể, nhờ pháp thấm nhuần mà trưởng thành, tu vô biên đại hạnh, trên thế gian không dễ gì gặp được, công đức này rất là ít có. Lành thay lìa mê hoặc, thế pháp không nhiễm được, được mất khen chê thầy, tất cả không phân biệt. Lành thay thiện tài đã lìa khỏi tất cả mê hoặc, tất cả pháp thế gian không thể nhiễm thân của thiện tài được, tất cả dục lạc của thế gian không thể lay động tâm thiện tài được. Đối với cảnh giới được, mất khen chê, vân vân, tám thứ gió này đều thổi, không lay động thân tâm được. Đối với hết thảy tất cả chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước. Lành thay thí an lạc, đều nhu kham thọ hóa, tâm xiểm nịnh sân mạ, tất cả đều trừ diệt. Lành thay thiện tài hay hành pháp môn bố thí, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh căng cường, được nhu hòa, tiếp thọ sự giáo hóa, khiến cho chúng sinh chẳng còn tâm xiểm nịnh, chẳng còn tâm lừa dối, chẳng còn tâm sân hận, chẳng còn tâm ngã mạn, tất cả những hành vi không chánh đáng đều trừ diệt hết sạch. Lành thay chân Phật tử, đến khắp trong mười phương tăng trưởng các công đức, đều nhu không lười mỏi. Lành thay thiện tài là đệ tử Phật chân chánh, có thể đến khắp mười phương pháp giới để cúng dường chư Phật, tăng trưởng tất cả công đức, điều phục tất cả chúng sinh, chẳng khi nào giải đãi mệt mỏi. Lành thay trí ba đời, biết khắp tất cả pháp, khắp sinh tạng công đức, tu hành không mỏi nhàm.
Lành thay thiện tài có trí huệ ba đời, biết khắp tất cả Phật Pháp, khắp sinh tất cả tạng công đức, tinh tấn tu hành, ngày đêm tu hành, không khi nào mệt mỏi nhàm đủ. Văn thù đức vân thầy, tất cả các Phật tử khiến ngươi đến chỗ ta, chỉ ngươi nơi vô ngại. Bồ Tát Văn Thù và Tỳ Kheo Đức Vân, tất cả các đệ tử của Phật, các ngài khiến cho ngươi đến chỗ ta, chỉ bày cho ngươi nơi vô ngại. Tu đủ Bồ Tát hạnh, nhiếp khắp các quần sinh, người rộng lớn như vậy, nay đi đến chỗ ta. Tu hành đầy đủ Bồ Tát hạnh, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, người rộng lớn như vậy, nay đã đi đến chỗ ta. Vì cầu các cảnh giới thanh tịnh của Như Lai, hỏi các nguyện rộng lớn mà đi đến chỗ ta. Vì cầu cảnh giới thanh tịnh của tất cả chư Phật, vì thưa hỏi các hạnh nguyện rộng lớn của tất cả chư Phật mà đi đến chỗ ta. Quá la hiện tại Phật, thành tựu các hạnh nghiệp, ngươi đều muốn tu học mà đi đến chỗ ta. Quá khứ vị la hiện tại ba đời chư Phật, các ngài thành tựu tất cả hạnh nghiệp, ngươi đều muốn tu học những hạnh nghiệp đó cho nên đi đến chỗ ta. Ngươi nơi thiện tri thức, muốn cầu pháp vi diệu, muốn thọ Bồ Tát hạnh mà đi đến chỗ ta. Ngươi đối với thiện tri thức muốn cầu pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, muốn thọ hạnh của Bồ Tát tu mà đi đến chỗ ta. Ngươi nhớ thiện tri thức được chư Phật khen ngợi, khiến ngươi thành Bồ Đề mà đi đến chỗ ta. Ngươi nghĩ nhớ thiện tri thức được chư Phật khen ngợi, khiến cho ngươi thành tựu Bồ Đề mà đi đến chỗ ta. Ngươi nhớ thiện tri thức sinh ta như cha mẹ, nuôi ta như nhũ mẫu, lớn ta Bồ Đề phần. Người nghĩ nhớ thiện tri thức sinh ta như cha mẹ, nuôi ta như nhũ mẫu, tăng trưởng ta Bồ Đề phần. Như thầy thuốc chữa bệnh, như trời dưới cam lồ, như mặt trời chỉ đường, như mặt trăng trong sáng. Thiện tri thức giống như thầy thuốc hay chữa lành tất cả tật bệnh, lại giống như trời mưa xuống cam lồ, giống như mặt trời chỉ bảy con đường tránh, lại giống như mặt trăng sáng tỏ, chiếu sáng thế gian tiêu diệt đen tối. Như núi không lay động, như biển không tăng giảm, như thuyền sư tế độ mà đi đến chỗ ta. Thiện tri thức giống như núi tù gì không lay động, lại giống như biển cả không tăng cũng không giảm, giống như thuyền sư hay tế độ tất cả chúng sinh mà đi đến chỗ ta. Người quán thiện tri thức như đại tướng dũng mãnh, cũng như đại thương chủ, lại như đại đạo sư. Người quán sát thiện tri thức giống như đại tướng dũng mãnh, lại giống như vị đại thương chủ buôn bán, lại giống như đèn sáng lớn chiếu phá đen tối, lại giống như vị đại đạo sư chỉ đường dẫn lối. Hai lập tràng chánh pháp chỉ bày Phật công đức, hai diệt các đường ác khai mở cửa đường lành. Thiện tri thức hai kiến lập tràng báu chánh pháp, hai chỉ bày công đức của chư Phật, hai tiêu diệt các đường ác, hai khai mở cửa các đường lành. Hiện bày thân chư Phật, giữ gìn tạng chư Phật, thọ trì pháp chư Phật, cho nên nguyện thờ phụng. Thiện tri thức hay hiện bày pháp thân của chư Phật, hay giữ gìn bảo tạng của chư Phật, hay nhiếp trì pháp môn của chư Phật, cho nên nguyện chiêm ngưỡng thờ phụng. 22 bài kệ ở trên là Bồ Tát Di Lặc khen ngợi đức của thiện tài. 9 bài kệ đầu là khen đức lành thay. 2 bài kệ kế tiếp là nói rõ nhân duyên đến. 11 bài kệ cuối là nói rõ nguyên nhân đến. Muốn viên mãn tịnh trí, muốn đủ thân đoan chánh, muốn sinh nhà tôn quý mà đi đến chỗ ta. Người muốn viên mãn trí huệ thanh tịnh, người muốn đầy đủ sắc thân đoan chánh, người muốn sinh vào nhà tôn quý mà đi đến chỗ ta. Các vị xem người này gần gũi thiện tri thức, theo lời dạy tu học, tất cả nên thuận tu. Bồ Tát Di Lặc nói với đại chúng rằng, các vị đệ tử của Phật, các vị hãy xem người này, y đã từng gần gũi rất nhiều vị thiện tri thức vì cầu vô thượng đạo, không tự mệt nhọc, không sợ mệt mỏi. Bất cứ đến gần vị thiện tri thức nào, nhất định cũng y theo lời dạy của thiện tri thức, tu học tất cả Phật Pháp, tất cả nên tùy thuận tu hành. Các vị đại chúng nên học tập theo tinh thần cầu Pháp của thiện tài đồng tử. Nhờ phước nhân duyên xưa, văn thủ khiến phát tâm, tùy thuận không trái nghịch, tu hành không lười mỏi. Thiện tài đồng tử lưu thuở xưa, do nhờ có phước đức gieo trồng rất nhiều căn lành, cho nên được gặp Bồ Tát Văn Thù, khiến cho thiện tài phát tâm Bồ Đề, tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, không trái nghịch sự chỉ đạo của thiện tri thức, đời đời kiếp kiếp đều tu hành Phật Pháp không giải đãi, không mệt mỏi, luôn dũng mãnh tinh tấn, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Cha mẹ và quyến thuộc, cung điện với tài sản, tất cả đều xả bỏ,
khiêm nhường cầu tri thức. Thiện tài đồng tử xả bỏ hết thảy cha mẹ quyến thuộc, cung điện tài sản, đi các nơi tham phương các vị thiện tri thức. Đối với thiện tri thức cung kính rất khiêm nhường. Tại sao? Vì cầu đại trí huệ. Tịnh trị ý như vậy, vĩnh lìa thân thế gian, sẽ sinh cõi nước Phật, thọ quả báo thủ thắng. Tâm của thiện tài thanh tịnh, không khởi mọi vọng tưởng, tu trị tâm ý chẳng còn tham sân si, vĩnh viễn lìa khỏi báo thân thế gian, sẽ sinh về cõi nước chư Phật, thọ tất cả quả báo thủ thắng. Thiện tài thấy chúng sinh sinh già bệnh chết khổ, vì phát tâm đại bi sinh tu vô thượng đạo. Thiện tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh có khổ về sinh già bệnh chết, thương mà xa lìa, ghét mà gặp nhau, cầu mà không được, năm uẩn thiêu đốt. Thiện tài vì chúng sinh có tám thứ khổ mà phát tâm đại từ bi sinh tu đạo vô thượng bồ đề. Thiện tài thấy chúng sinh năm loài thường lưu truyền, vì cầu trí kim cang phá các vòng khổ đó. Thiện tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh ở trong năm loài, loài người, loài Atula, loài súc sinh, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, luôn luôn lưu truyền, quên quay về, lấy khổ làm vui, điên đảo thị phi, trôi nổi không biết hồi đầu. Do đó có câu, biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ, chỉ cần hồi đầu thì sẽ đến được bờ bên kia. Thiện tài vì cầu trí huệ kim cang phá trừ các vòng khổ não của chúng sinh. Thiện tài thấy chúng sinh ruộng tâm rất hoang dơ, vì trừ gai ba độc trên cầu cày trí bén. Thiện tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh ruộng tâm rất hoang dơ, đã sinh ra cỏ dại gai góc, từ sáng đến tối khởi những vọng tưởng, tâm chẳng thanh tịnh. Vì tiêu trừ gai ba độc tham sân si của chúng sinh mà trên cầu cày trí huệ sắc bén lợi ích chúng sinh, cày là dụng cụ để cày ruộng. Chúng sinh nơi xì tối, mù là mất chánh đạo, thiện tài làm đạo sư, chỉ bày nơi an ổn. Chúng sinh ở trong chỗ mù xì đèn tối, điên đảo thị phi, chính mình chẳng biết mình đã mê đồ, chẳng còn biết con đường trở về nhà, có ý thường tịch quang tịnh độ. Giống như kẻ mù là mất chánh đạo, ở trong tăm tối chẳng tìm được phương hướng trở về nhà. Thiện tài đồng tử vì chúng sinh mà làm đạo sư, chỉ bày cho chúng sinh nơi an ổn. Các vị hãy nghĩ xem, chẳng có người giác ngộ thì trên thế gian mê mê hồ hồ, sống trong cơn say, chết trong ảo mộng, giống như cục thịt biết đi. Như vậy có ý nghĩa gì? Ai biết được những gì mình làm là sai lầm thì lập tức quay trở lại, đừng có tái phạm nữa, đó tức là giác ngộ. Giáp nhẫn xe giải thoát, trí huệ làm kiếm bén, hay ở trong ba cõi phá các tạp phiền não. Nếu nhẫn nhục được thì giống như mặc áo giáp, đào thường chẳng nhập vào, và giống như xe giải thoát có thể đến được nơi không chướng ngại. Trí huệ làm bảo kiếm sắc bén, có thể ở trong tam giới 25 cõi đoạn trừ tất cả tạp phiền não, làm cho nó không còn nổi sóng làm gió nhiễu loạn tâm thanh tịnh của sự tu đạo. Thiện tài lái thuyền pháp độ khắp các hàm thức, khiến qua biển lửa dữ mau đến chỗ báu tịnh. Thiện tài đồng tử lái thuyền pháp cứu độ khắp các chúng sinh, đi qua biển lửa dữ mau chóng đến chỗ châu báu thanh tịnh. Thiện tài mặt trời giác vâng trí quang đại nguyện, đi khắp pháp giới không chiếu khắp nhà quần mê. Thiện tài đồng tử giống như mặt trời chánh giác có vâng trí huệ quang đại nguyện, đó là nhờ thuở xưa phát đại nguyện mà thành tựu. Vâng trí huệ quang đại nguyện đó đi khắp cùng hư không pháp giới, chiếu sáng khắp nhà quần mê chúng sinh, do đó trí quang phổ chiếu. Thiện tài mặt trăng giác pháp trắng đều viên mãn, từ định quang mát mẻ đồng chiếu tâm chúng sinh. Thiện tài đồng tử giống như mặt trăng chánh giác, pháp của thiện tài tu là pháp trắng thanh tịnh, đã đến cảnh giới viên mãn, dùng từ bi định lực và quang minh mát mẻ bình đẳng chiếu khắp tâm tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm tu vô thượng đạo. Thiện tài biển trí thắng, nương tâm thẳng an trụ, hạnh bồ đề sâu dần, sinh ra các pháp bảo. Thiện tài đồng tử có biển trí huệ thủ thắng do tâm thẳng mà thành tựu. Thiện tài tu hạnh bồ đề, thứ lớp từ từ vào sâu, chứng được quả Phật, sinh ra các pháp bảo. Thiện tài tâm rộng lớn, thăng hư không pháp giới, nổi mây dưới cam lồ, sinh thành tất cả quả. Tâm của thiện tài đồng tử giống như đại đạo tâm của Long Vương, thăng lên trong hư không pháp giới, nổi mây lớn khắp mưa xuống cam lồ, thấm nhuần tất cả vạn vật đại địa, sinh thành tất cả quả thật. Thiện tài thắp đèn pháp, tin tìm dầu từ bi, tỉnh niệm quang công đức,
diệt trừ tối ba độc. Thiện tài đồng tử thắp lên ngọn đèn pháp, dùng tâm tin làm tim đèn, dùng từ bi làm dầu, thượng niệm pháp làm bình, công đức làm ánh sáng, hay diệt trừ đen tối ba độc. Giác tâm cả là lã, bi bào thai tử thịt, bồ đề phần chi tiết, lớn nơi tạng Như Lai. Dùng giác tâm làm cả là lã, cục thịt mềm, tâm đại bi làm bào thai, tâm đại từ làm thịt, bồ đề phần làm tứ chi xương cốt, lớn lên ở trong tạng Như Lai. Tăng trưởng phước đức tạng, thanh tịnh trí huệ tạng, khai triển phương tiện tạng, sinh ra đại nguyện tạng. Tăng trưởng phước đức tạng, thanh tịnh trí huệ tạng, khai triển phương tiện, thiện xảo tạng, sinh ra vô biên đại nguyện pháp tạng. Đại trang nghiêm như vậy, cứu hộ các quần sinh trong tất cả trời người, khó nghe khó thấy được. Đại trang nghiêm như vậy hay cứu hộ tất cả chúng sinh liệu khổ được vui trong tất cả chư thiên và loài người, pháp như vậy không dễ gì nghe được. Bậc thánh nhân như vậy không dễ gì gặp được. Cây trí huệ như vậy dễ sâu không thể động, các hạnh dần tăng trưởng che khắp các quần sinh. Cây trí huệ như vậy gốc rễ đã sâu chắc không dễ lay động, hạnh của Bồ Tát tu dần dần tăng trưởng che hộ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho lửa phiền não dập tắt, đắc được mát mẻ. Muốn sinh tất cả đức, muốn hỏi tất cả pháp, muốn dứt tất cả nghi, chuyên cầu thiện tri thức. Muốn sinh tất cả công đức, muốn thưa hỏi tất cả Phật pháp, muốn dứt trừ tất cả nghi hoặc, chuyên tâm cầu thiện tri thức, lắng nghe sự chỉ dạy của thiện tri thức. Muốn phá các hoặc ma, muốn trừ các thấy dơ, muốn mở trói chúng sinh, chuyên cầu thiện tri thức. Muốn phá trừ các nghi hoặc ma chướng, muốn diệt trừ các tà kiến dơ bẩn, muốn mở trói tất cả chúng sinh, khiến cho đắc được tự tại, chuyên nhất một lòng cầu thiện tri thức, lắng nghe thiện tri thức chỉ dạy, sẽ diệt các đường ác, sẽ chỉ đường trời người, khiến tu hạnh công đức sớm vào thành niết bàn, sẽ tiêu diệt thống khổ ba đường ác, sẽ chỉ bày cho chúng sinh con đường trời người, khiến cho tất cả chúng sinh tu hành hạnh công đức sớm vào được thành niết bàn không sinh không diệt, sẽ độ các kiến nạn, sẽ chặt các lưới kiến, sẽ khô nước ái dục, sẽ chỉ đường ba cõi, sẽ độ thoát chúng sinh có tà tri tà kiến và chúng sinh ở trong tám nạn, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, sẽ chặt đứt các lưới tà kiến, sẽ khô cạn nước tình ái dục niệm, sẽ chỉ bày cho chúng sinh con đường thoát khỏi ba cõi, sẽ làm tựa cho đời, sẽ làm sáng cho đời, sẽ thành thầy ba cõi, chỉ bày nơi giải thoát, sẽ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh thế gian, sẽ làm ánh sáng cho đời, sẽ thành bậc đạo sư của ba cõi, chỉ bày tất cả chúng sinh hướng về nơi giải thoát, cũng sẽ khiến thế gian khắp lìa các tường chấp, khắp giác ngủ phiền não, khắp thoát bùn ái dục, cũng sẽ khiến cho hết thảy chúng sinh thế gian khắp lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước, đắc được tự tại, khắp giác ngộ tất cả con mạng ngủ phiền não, khắp thoát khỏi buồn lầy ái dục, sẽ rõ đủ thứ pháp, sẽ tịnh đủ thứ cõi, tất cả đều rốt ráo, tâm sinh đại hoàn hỷ, sẽ thấu rõ đủ thứ Phật pháp, sẽ thanh tịnh đủ thứ cõi Phật, làm tròn trách nhiệm của mình, tất cả đều viên mãn đến được nơi rốt ráo thì tâm sinh đại hoàn hỷ. 26 bài kệ ở trên đối với chúng khiến cho quán sát khen ngợi. 4 bài kệ đầu khen ngợi tổng quát, 4 bài kệ kế tiếp là khen bi tức trí, 7 bài kệ kế tiếp là khen ngợi trí tức bi, 6 bài kệ kế tiếp là khen tổng quát các đức, 5 bài kệ sau là khen ngợi diệu quả sẽ thành. Hạnh ngươi rất điều nhu, tâm ngươi rất thanh tịnh, những công đức muốn tu tất cả sẽ viên mãn. Thiện tài, hạnh của ngươi rất điều nhu, tâm của ngươi rất thanh tịnh, chẳng còn tâm tham, tâm sân, tâm si. Tiêu diệt hết tham sân si rồi thì giới định huệ sẽ tăng trưởng. Những công đức mà ngươi muốn tu tất cả hết thảy sẽ được viên mãn. Chẳng lâu thấy chư Phật, thấu đạt tất cả pháp, nghiêm tịnh biển các cõi, thành tựu đại bồ đề. Thiện tài, tương lai chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ thấy được tất cả chư Phật mười phương ba đời, mà thành tựu quả vị Phật, sẽ thấu rõ thông đạt pháp của chư Phật nói, sẽ trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật, sẽ thành tựu đại bồ đề giác đạo, sẽ viên mãn biển hạnh, sẽ biết biển các pháp, sẽ độ biển chúng sinh, tu các hạnh như vậy. Thiện tài, ngươi sẽ viên mãn tất cả biển hạnh, ngươi sẽ biết rõ biển tất cả các pháp, người sẽ độ biển tất cả chúng sinh, tu lục độ phạn hạnh như vậy, mới có thể thành tựu nguyện vọng quả vị Phật,
sẽ đến công đức kia, sẽ sinh các phẩm lành, sẽ đồng với Phật tử. Tâm quyết định như vậy, thiện tài, người sẽ đến được công đức bờ kia, người sẽ sinh ở tại tất cả các phẩm lành, người sẽ đồng với các đệ tử của Phật, có tâm quyết định như vậy để tu Bồ Tát hạnh, sẽ dứt tất cả hoặc, sẽ tịnh tất cả nghiệp, sẽ phục tất cả ma, đầy đủ nguyện như vậy. Thiện tài, người sẽ dứt hết tất cả mê hoặc, người sẽ thanh tịnh tất cả nghiệp chướng, người sẽ hằng phục được tất cả ma quân, phải viên mãn đầy đủ nguyện như vậy. Sẽ sinh diệu trí đạo, sẽ khai đạo chánh pháp, chẳng lâu sẽ giả lìa hoặc nghiệp các đường khổ. Thiện tài, người sẽ sinh đạo trí huệ vì diệu, người sẽ khai quật đạo chánh pháp, chẳng bao lâu nữa người sẽ giả lìa các đường khổ, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Các chúng sinh luân hồi trầm mê trong các cõi, người sẽ truyền pháp luân khiến họ dứt khổ luân. Thiện tài, tất cả chúng sinh luân hồi trầm mê ở trong vòng tam giới 25 cõi, chẳng biết thoát khỏi khổ luân hồi, người sẽ truyền bánh xe pháp khiến cho hết thảy chúng sinh đều dứt hết vòng khổ sinh tử, để khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Người sẽ giữ giống Phật, người sẽ tịnh giống pháp, người sẽ tập giống tăng, ba đời đều khắp cùng. Thiện tài, người sẽ tiếp tục giữ gìn giống Phật, người sẽ thành tịnh giống pháp, người sẽ tích tập giống tăng, thiệu long tam bảo khắp cùng ba đời, khiến cho Phật pháp tăng tam bảo vĩnh viễn trụ ở đời. Sẽ dứt lưới các ái, sẽ xé lưới các kiến, sẽ cứu lưới các khổ, sẽ thành lưới nguyện này. Thiện tài, người sẽ dứt hẳn lưới các ái, người sẽ xé nát lưới các kiến, người sẽ cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi lưới các khổ, người sẽ thành tựu lưới đại nguyện này. Sẽ độ cõi chúng sinh, sẽ tịnh các cõi nước, sẽ tập cõi trí huệ, sẽ thành cõi tâm này. Thiện tài, người sẽ độ thoát cõi chúng sinh, người sẽ thành tịnh các cõi nước, người sẽ tích tập cõi trí huệ, người sẽ thành tựu cõi tâm này, tức cũng là pháp giới. Sẽ khiến chúng sinh vui, sẽ khiến Bồ Tát vui, sẽ khiến chư Phật vui, sẽ thành hoan hỷ này. Thiện tài, người sẽ khiến tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, người sẽ khiến tất cả Bồ Tát cũng sinh tâm hoan hỷ, người sẽ khiến tất cả chư Phật cũng sinh tâm hoan hỷ, người sẽ thành tựu hoan hỷ này. Sẽ thấy tất cả loài, sẽ thấy tất cả cõi, sẽ thấy tất cả pháp, sẽ thành tri kiến Phật. Thiện tài, người sẽ thấy được tất cả chúng sinh đang thọ khổ ở trong tất cả loài, người sẽ thấy được tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương, người sẽ thấy được đáy nguồn tất cả pháp của chư Phật nói, người sẽ thành tựu tri kiến của Phật. Sẽ phóng quang phá tối, sẽ phóng quang dứt nóng, sẽ phóng quang diệt ác, tẩy trừ khổ ba cõi. Thiện tài, người sẽ phóng ra quang minh trí huệ phá đen tối, người sẽ phóng ra quang minh thanh tịnh dứt trừ nóng nhiệt não, người sẽ phóng ra quang minh bồ đề tiêu diệt ác nghiệp, tẩy trừ sạch khổ não trong tam giới 25 cõi. Sẽ mở cửa chư thiên, sẽ mở cửa Phật đạo, sẽ chỉ cửa giải thoát, khiến khắp chúng sinh vào. Thiện tài, người sẽ khai mở cửa các cõi trời, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thăng lên cõi trời. Người sẽ mở cửa Phật đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu quả vị Phật. Người sẽ chỉ bày cửa giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tự tại, khiến cho khắp hết thảy chúng sinh vào pháp môn này. Sẽ chỉ bày chánh đạo, sẽ dứt hẳn tà đạo, sinh tu hành như vậy, thành tựu đạo Bồ Đề. Thiện tài, người sẽ chỉ bày cho hết thảy chúng sinh nên đi trên con đường chánh, không nên đi trên con đường tà ác, sinh tu hành như vậy mới có thể thành tựu Bồ Đề giác đạo. Sẽ tu biển công đức, sẽ độ biển ba cõi, khắp kiến biển quần sinh, thoát khỏi các biển khổ. Thiện tài, người sẽ tu hành công đức như biển cả, người sẽ độ thoát biển ba cõi, khắp khiến cho hết thảy chúng sinh nhiều như biển, khiến cho họ đều thoát khỏi các biển khổ. Thế gian đầy rẫy sự thống khổ, đầy rẫy các điều ác, khổ không thể tả được, nhưng chúng sinh vẫn thản nhiên không muốn thoát ra. Tại sao? Vì lấy khổ làm vui, cho nên lấy giả làm thật. Sẽ trong biển chúng sinh, khô cạn biển phiền não, khiến tu biển các hạnh, sớm vào biển đại trí. Thiện tài, người sẽ ở trong biển chúng sinh tiêu trừ khô cạn biển khổ phiền não, khiến cho tất cả chúng sinh tu hành biển hạnh bồ đề vô thượng, sớm vào trong biển đại trí huệ. Người sẽ tăng biển trí, người sẽ tu biển hạnh, biển đại nguyện chư Phật, người sẽ đều đầy đủ. Thiện tài, người sẽ tăng trưởng biển trí huệ của người sẽ tu hành biển hạnh của Bồ Tát,
hiện đại nguyện của chư Phật, ngươi sẽ đều viên mãn đầy đủ những biển hạnh này. Ngươi sẽ vào biển cõi, ngươi sẽ quán biển chúng, ngươi sẽ dùng trí lực uống khắp biển các pháp. Hiện tại ngươi sẽ hóa thân trong ngàn ức vào khắp biển cõi của chư Phật. Ngươi sẽ quan sát nhân duyên biển chúng sinh giáo hóa khắp, khiến cho thành Phật đạo. Ngươi sẽ dùng sức trí huệ uống khắp biển tất cả các pháp, sẽ thấy mây chư Phật, sẽ khởi mây cúng dường, sẽ mây nghe mây diệu pháp, sẽ khởi mây nguyện này. Hiện tại ngươi sẽ thấy chư Phật nhiều như mây, ngươi sẽ cúng dường chư Phật nhiều như mây, ngươi sẽ nghe diệu pháp của chư Phật nhiều như mây, ngươi sẽ hưng khởi đại nguyện này nhiều như mây. Dù khắp nhà bà cõi, khắp hoại nhà mê hoặc, khắp vào nhà Như Lai sẽ hành đạo như vậy. Hiện tại ngươi sẽ du hành khắp nhà bà cõi, ngươi sẽ hoại khắp nhà mê hoặc, ngươi sẽ khắp vào nhà Như Lai, ngươi sẽ tu hành chánh đạo như vậy. Vào khắp môn tam muội, dù khắp môn giải thoát, trụ khắp môn thần thông, đi khắp nơi pháp giới. Hiện tại ngươi sẽ vào khắp môn tam muội, ngươi sẽ du hành khắp môn giải thoát, ngươi sẽ trụ khắp môn thần thông, ngươi sẽ đi khắp nơi pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Hiện khắp trước chúng sinh, khắp ở trước chư Phật, ví như nhật nguyệt quang sẽ thành lực như vậy. Hiện tại ngươi sẽ hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh, ngươi sẽ ở khắp trước chư Phật, giống như ánh sáng mặt trời và mặt trăng sẽ thành tựu lực như vậy, chiếu khắp tất cả. Sở tu không động loạn, sở tu không nhiễm trước, như chim bay hư không sẽ thành diệu dụng này. Thiện tài, những gì người làm chẳng có điên đảo, chẳng có động loạn. Những gì người tu không có nhiễm trước, không có chấp trước, giống như chim bay trong hư không, sẽ thành tựu diệu dụng này. Do đó có câu, như chim bay trong không chẳng dấu vết, như đao chém nước, nước không dấu vết, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng chấp trước vào mọi cảnh giới nhiễm ô. Ví như nhân đà la, lưới cõi trụ như vậy, ngươi sẽ đều đi đến, như gió không chướng ngại. Ví như lưới nhân đà la, lỗ lỗ thông với nhau, ánh sáng chứa với nhau, trùng trùng vô ngại. Lưới cõi của chư Phật cũng trụ như vậy, ngươi sẽ đều đi đến cõi nước của mỗi vị Phật hộ trì Tam Bảo, giống như gió đi ở trong hư không, chẳng có gì chướng ngại. Ngươi sẽ vào pháp giới, đến khắp các thế giới, thấy khắp Phật ba đời, tâm sinh đại hoan hỷ. Ngươi sẽ vào pháp giới, đến khắp ở trước tất cả thế giới, thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, tâm sinh đại hoan hỷ. Người nơi các pháp môn đã được và sẽ được, sẽ sinh vui mừng lớn, không tham cũng không nhàm. Người đối với tất cả pháp môn, hoặc trong quá khứ đã đắc được, hoặc hiện tại đang chứng được, hoặc vị lai sẽ đắc được, ngươi sẽ sinh tâm vui mừng lớn, nhưng không còn tâm tham, cũng không có tâm nhàm mỏi. Ngươi là khí công đức, theo lời chư Phật dạy, tu hành Bồ Tát hạnh, thấy được kỳ đặc này. Ngươi là pháp khí công đức, thường theo Phật học, nghe lời chư Phật dạy, tu hành Bồ Tát hạnh, tức là hạnh môn lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là hạnh môn tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, sẽ thấy được hạnh môn kỳ đặc này. Các Phật tử như vậy, ước kiếp khó gặp được, huống thấy công đức đó sở tu các diệu đạo. Các đệ tử của Phật như vậy, dù trải qua ước kiếp, cũng không dễ gì gặp được. Hà huống thấy được công đức của các ngài, tất cả diệu đạo của các ngài, tu hành càng khó thấy được. Người sinh trong loài người, đắc được lợi lành lớn, thấy được văn thủ thầy, vô lượng các công đức. Người sinh ở trong loài người, đắc được các thứ căn lành lớn, cho nên thấy được Bồ Tát văn thủ sư lợi, vân vân, cùng với tất cả thiện tri thức đã đầy đủ vô lượng công đức lành. Đã lìa các đường ác, đã thoát nơi các nạn, đã vượt các khổ họa, lành thay chớ giải đãi. Người đã xa lìa tất cả ba đường ác, đã thoát khỏi tất cả nơi tám nạn, đã vượt qua tất cả khổ họa, lành thay. Thiện tài, người chớ có giải đãi, phải dũng mãnh tinh tấn tu tập Phật Pháp. Đã lìa bậc phàm phu, đã trụ bậc Bồ Tát, sẽ viên mãn bậc trí, sớm vào bậc Như Lai. Người đã lìa khỏi bậc phàm phu, người đã trụ bậc Bồ Tát, sẽ viên mãn bậc trí huệ, sớm sẽ vào được bậc Như Lai. Đừng có tự khốn ở hóa thành, mà phải đến được Bảo Châu. Bồ Tát hạnh như biển, Phật trí đồng hư không, ngươi nguyện cũng như thế, nên sinh vui mừng lớn. Bồ Tát tu hành hạnh môn
vô lượng vô biên như biển cả, trí huệ của Phật vô lượng vô biên đồng như hư không. Đại nguyện của ngươi phát ra cũng như biển như hư không, ngươi nên sinh tâm vui mừng lớn. Các căn chẳng lười mỏi, trí nguyện luôn quyết định, gần gũi thiện tri thức, chẳng lâu đều thành mãn. Các căn của ngươi chẳng dài đãi, nhàm mỏi, nên càng tu hành càng tinh tấn. Trí nguyện phải có quyết định kiên thành hằng, tức cũng là kiên nhẫn không thay đổi, phải gần gũi tất cả thiện tri thức. Tương lai chẳng bao lâu nữa, trí nguyện và trí huệ của ngươi đều thành tựu viên mãn. Bồ Tát đủ thứ hạnh, đều vì điều chúng sinh khắp tu các pháp môn, đừng có sinh hoài nghi. Tại sao Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh? Vì muốn giáo hóa chúng sinh ngu si, muốn điều phục chúng sinh cao cường. Bồ Tát giống như công nhân làm công, do đó có câu muốn làm việc giỏi trước hết có đủ nghề tốt. Cho nên Bồ Tát tu hành viên mãn đủ thứ hạnh môn, có sức lực cảm hóa rồi mới khiến cho chúng sinh tâm vui thành phục. Cho nên Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn, cẩn thận đừng có sinh tâm hoài nghi. Người đủ phước khó nghĩ cùng với tin chân thật, cho nên ngày hôm nay thấy được các Phật tử, người đã đầy đủ phước đức khó nghĩ bàn cùng với tâm tin chân thật. Vì vậy cho nên ngày hôm nay người thấy được tất cả đệ tử của Phật và tất cả thiện tri thức. Người thấy các Phật tử đều được lợi ích lớn, mỗi mỗi các đại nguyện, tất cả đều tin thọ. Ngươi thấy được tất cả đệ tử của Phật gần gũi tất cả thiện tri thức, hoàn toàn đắc được lợi ích rộng lớn, đại nguyện của chư Phật Bồ Tát phát ra, ngươi sẽ tin thọ mỗi mỗi lời nguyện y pháp tu hành. Ngươi ở trong bà cõi hay tu Bồ Tát hạnh, cho nên các Phật tử chỉ ngươi môn giải thoát. Ngươi sẽ ở trong bà cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tu hành hạnh của Bồ Tát tu. Bởi vậy cho nên tất cả đệ tử của Phật và tất cả thiện tri thức chỉ bày cho người tu hành như thế nào để đắc được môn giải thoát vô ngại. Chẳng phải bậc pháp khí cùng ở với Phật tử, dù trải vô lượng kiếp chẳng biết được cảnh giới. Nếu chẳng phải là bậc pháp khí thì dù cùng ở với đệ tử của Phật, dù trải qua vô lượng đại kiếp cũng chẳng biết được cảnh giới của chư Phật. Người thấy các Bồ Tát được nghe pháp như vậy, thế gian rất khó được, nên sinh vui mừng lớn. Người thấy được tất cả đại Bồ Tát nghe được pháp môn vi diệu như vậy là pháp trên thế gian rất khó có được, người nên sinh tâm vui mừng lớn, vui vì pháp y có. Chư Phật hộ niệm ngươi, Bồ Tát nhiếp thọ ngươi, hay thuận theo tu hành, lành thai trụ thọ mạng. Tất cả chư Phật mười phương ba đời luôn luôn hộ niệm ngươi, tất cả Bồ Tát luôn luôn nhiếp thọ ngươi. Người hay tùy thuận sự giáo hóa của chư Phật, tùy thuận hạnh môn của các Bồ Tát, lành thay sẽ trụ lâu ở đời, thọ mạng vô lượng. Đã sinh nhà Bồ Tát, đã đủ đức Bồ Tát, đã lớn giống Như Lai sẽ lên bậc Quán Đảnh. Người đã sinh ra trong nhà Bồ Tát Quán Đảnh, đã đầy đủ công đức của Bồ Tát, đã sinh trưởng hạt giống của Như Lai, người sẽ thăng lên bậc Quán Đảnh, tức cũng là bậc Pháp Vương Tử, có tư cách sẽ thành Phật. Chẳng lâu người sẽ được đồng với các Phật tử, thấy chúng sinh khổ não đều đạt nơi an ổn. Tương lai chẳng bao lâu ngươi sẽ đắc được bậc đồng đệ tử của chư Phật, thấy được chúng sinh khổ não đều đạt để họ ở nơi an ổn, khiến cho họ tâm không còn lo sợ nữa, liệu khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Đã gieo giống như vậy sẽ được quả như vậy. Nay ta khen tặng ngươi, ngươi nên vui mừng lớn. Người đã gieo xuống hạt giống như vậy, hiện tại đã nở hoa bồ đề, tương lai chắc chắn sẽ đắc được quả bồ đề thật. Này ta khen tặng người, chúc mừng ngươi, ngươi nên sinh tâm vui mừng lớn, đừng có sự khổ não lo buồn. Vô lượng các Bồ Tát, vô lượng kiếp hành đạo, chưa thể thành hạnh này, nay ngươi đều đắc được. Có vô lượng các Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, rộng độ chúng sinh chẳng tử lao nhọc, nhưng vẫn chưa hoàn thành hạnh Bồ Tát của các ngài tu, vẫn chưa thành tựu viên mãn Phật quả. Người là người may mắn nhất, là người thành tựu nhất, này người đều đắc được trí huệ và địa vị, nhưng đừng có kiêu ngạo, vẫn phải nỗ lực tu tập. Tin vui kiên tấn lực, thiện tài thành hạnh này, nếu ai tâm kính mộ cũng sẽ học như vậy. Người đối với Đại Pháp Bồ Đề có tâm tin kiên cố, có sức tinh tấn an vui, thiện tài hành giả, người đã thành tựu hạnh môn của Bồ Tát tu. Nếu ai có tâm cung kính hâm mộ ngươi thì sẽ học tập theo tâm Bồ Đề mà ngươi đã phát, tu quả Bồ Đề.
Tất cả hạnh công đức đều từ nguyện dục sinh. Hiện tại đã biết rõ thường vui riêng tu tập. Tất cả hạnh công đức đều từ nguyện dục sinh ra. Thiện tài hành giả, người đã biết rõ đạo lý này cho nên luôn luôn an vui xin tu tập pháp môn này. Như dòng nổi mây dày, chắc sẽ dưới mưa lớn, Bồ Tát khởi nguyện trí quyết định tu các hạnh. Giống như khi lòng vượng mưa xuống thì trước hết nổi mây dày, sau đó sẽ dưới mưa lớn xuống. Bồ Tát phát khởi nguyện lực sinh ra trí huệ mới quyết định tu hành tất cả các hạnh. Tu hành mới có trí huệ mới tu hành, chỗ này có sự quan hệ với nhau, có nguyện lực mới có hằng tâm tu hành, có hằng tâm tu hành mới sinh ra nguyện lực, đây cũng có sự tương quan trợ giúp với nhau. Tóm lại tu hành phải cung hành thực tiễn, chẳng phải nói mà không làm, nếu chỉ nói mà không làm thì chẳng có lợi ích gì, bánh vẽ thì không thể no được, nói ăn mà không ăn thì không thể no được. Nếu có thiện tri thức, chỉ ngươi hạnh phổ hiền, người nên thờ phụng tốt, chớ có sinh nghi hoặc. Nếu như gặp thiện tri thức chỉ bày cho ngươi 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền tu, thì ngươi nên thờ phụng cho tốt, ngươi phải cẩn thận hành sự, chớ có sinh tâm nghi hoặc. Ngươi phải chân thật tin thọ phụng hành, y pháp tu hành. Phật pháp dù có nói bao nhiêu đều phải cung hành thực tiễn, chẳng có tơ hào tâm ích kỷ đợi mình. Tùy thời tùy lúc vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chẳng tu hành thì làm sao lợi ích chúng sinh. Khi tu hành thì đừng có tâm cống cao ngã mạn, cho rằng mình giỏi, chẳng có ai bằng mình. Xin thứ tâm này thì thần hộ pháp sẽ xa lìa bạn. Tại sao? Vì bạn vẫn còn tâm thế tục, chưa buông bỏ đặng. Một số người nói được mà làm không được, tâm miệng chẳng như một, lời nói việc làm chẳng đi đôi với nhau. Bất cứ làm việc gì cũng đừng có phô trương, đừng có lười biếng, phải làm một cách chân thành, phải làm tròn trách nhiệm. Người tu đạo phải biết tri hành hợp nhất, lời nói đi đôi với việc làm, nói thì phải làm. Đối với tất cả pháp đừng có khởi tâm nghi hoặc, phàm là kinh điển đều từ kim khẩu của Phật nói ra, hết thảy giới luật Đức Phật đều hành trì, hết thảy luận tạng đều do các tổ sư tự thân chứng. Nếu không sinh tâm nghi hoặc thì sẽ tương ứng với đạo. Do đó có câu, người tu đạo tâm đừng nghi, nếu không có tâm nghi thì thoát khỏi mê hoặc. Sinh tâm nghi hoặc thì sẽ ở trong sương mù, không biết được phương hướng, tìm chẳng được con đường chân chánh, phải tin Tam Tạng 12 bộ kinh. Lời nói hành động phải căn cứ nơi Tam Tạng kinh điển, không đi chật đường, đó mới là bản sắc của người tu đạo. Người ở trong vô lượng kiếp, vì dục vọng bỏ thân, nay vì cầu bồ đề xả thân mới là tốt. Hiện tại hành giả, người ở trong vô lượng kiếp về trước, vì dục niệm và dục vọng mà bỏ đi thân thể của mình, nay vì cầu bồ đề giác đạo mà xả thân. Sự xả thân này có giá trị nhất, chân chánh bố thí mới là nghiệp lành. Ngươi vì cứu chúng sinh khổ mà đi các nơi tham phương thiện tri thức, cầu muốn giải thoát, do đó có câu vì pháp quên mình. Đây là tinh thần đáng quý. Người trong vô lượng kiếp, thọ đủ khổ sinh tử, chưa từng thọ chư Phật, chưa nghe hạnh như vậy. Thiện tài hành giả, người ở trong vô lượng kiếp về trước, thọ đủ thứ khổ sinh tử luân hồi giống như mọi người. Người chưa từng phụng thờ chư Phật, cũng chưa từng nghe danh hiệu của chư Phật, hạnh môn của chư Phật tu, hạnh môn của Bồ Tát tu, hạnh môn của Bậc Thánh Nhân tu, người vốn chưa từng nghe qua. Tại sao? Vì căn lành của ngươi không đủ, công đức không đủ, nhân duyên chưa thành thục. Này người được thân người, gặp Phật thiện tri thức, nghe thọ hạnh Bồ Đề, làm sao không hoan hỷ. Thiện tài hành giả, này người đã được thân người, do đó có câu, thân người khó được, nước lớn khó sinh, Phật pháp khó nghe, thánh nhân khó gặp. Này người gặp được Phật xuất hiện ra đời, lại gặp được 50 vị thiện tri thức lắng nghe nhiếp thọ hạnh Bồ Đề, làm sao mà không hoan hỷ cho được. Tuy gặp Phật ra đời cũng gặp thiện tri thức mà tâm chẳng thanh tịnh, chẳng nghe pháp như vậy. Hiện tại tuy ngươi gặp Phật xuất hiện ra đời, cũng gặp được thiện tri thức, nếu tâm ngươi chẳng thanh tịnh, thì cũng chẳng nghe pháp vi diệu thâm sâu vô thượng như vậy. Nếu nơi thiện tri thức, tin ưa tâm tôn trọng, liền nghi không mỏi nhàm, được nghe pháp như vậy. Nếu ngươi đối với thiện tri thức, sinh tâm tin ưa và tôn trọng, thì sẽ lìa khỏi tâm nghi hoặc và tâm không mỏi nhàm, sẽ dũng mãnh tinh tấn, vĩnh viễn không giải đãi. Như vậy mới nghe được diệu pháp không thể nghĩ bàn.
Nếu ai nghe pháp này mà sinh tâm thệ nguyện, nên biết người như vậy đã được lợi rộng lớn. Nếu có ai nghe được diệu pháp này mà sinh tâm đại thệ nguyện, thì nên biết người như vậy đã đắc được lợi ích rộng lớn. Lợi ích đó diệu không thể tả, nói ra thì không còn diệu. Tâm thanh tịnh như vậy thường được gần chư Phật, cũng gần các Bồ Tát, chắc chắn thành Bồ Đề. Tâm thanh tịnh như vậy chẳng có nhiễm ô thì thường được gần gũi chư Phật, cũng được gần gũi các Bồ Tát. Chuyên tâm lắng nghe diệu pháp của các ngài nói thì chắc chắn sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề giác đạo. Nếu vào pháp môn này tức đủ các công đức, vĩnh lìa các đường ác, chẳng thọ tất cả khổ. Nếu vào pháp môn này thì sẽ đầy đủ các công đức, vĩnh viễn lìa khỏi ba đường ác, chẳng thọ tất cả sự thống khổ mà đắc được tất cả an vui. Chẳng lâu bỏ thân này, vãng sinh cõi nước Phật, thường thấy mười phương Phật cùng với các Bồ Tát. Người chẳng bao lâu nữa trong tương lai xả bỏ báo thân này thì sẽ vãng sinh về cõi nước chư Phật, luôn luôn thấy được mười phương chư Phật cùng với các Bồ Tát trong mười phương. Nhân xưa nay tịnh giải, nhờ sức thọ bạn lành, tăng trưởng các công đức như nước sinh hoa sen. Thuở xưa người đã gieo trồng nhân thanh tịnh, hôm nay đã được giải thoát thanh tịnh. Do nhờ sức lực ngươi phụng thờ thiện trí thức, nên tăng trưởng các công đức lành giống như đạo lý ở trong nước sinh ra hoa sen. Thích thờ thiện tri thức, siêng cúng tất cả Phật, chuyên tâm lắng nghe pháp, thường tu chớ lười mỏi. Người hoan hỷ phụng thờ tất cả thiện tri thức, người lại hoan hỷ siêng tu cúng dường tất cả chư Phật mười phương, người lại hoan hỷ chuyên tâm lắng nghe chánh pháp, người lại luôn luôn tu hành Bồ Tát hạnh, chớ có giải đãi, chớ có mệt mỏi, phải tinh tấn, phải siêng tu học. Ngươi là chân pháp khí, sẽ đủ tất cả pháp, sẽ tu tất cả đạo, sẽ mãn tất cả nguyện. Ngươi chân chánh là pháp khí, sẽ đầy đủ tất cả Phật pháp, sẽ tu hành tất cả Phật đạo, sẽ viên mãn tất cả đại nguyện, sẽ thành tựu tất cả tự tại. Ngươi dùng tâm tin hiểu mà đến lễ kính ta, chẳng lâu sẽ vào khắp tất cả hội chư Phật. Ngươi dùng tâm tin hiểu mà đi đến đại lầu các báu lễ kính ta, chẳng bao lâu trong tương lai, người sẽ vào khắp tất cả pháp hội của chư Phật mười phương, gần gũi Phật, cúng dường Phật, lành thay chân Phật tử, cung kính tất cả Phật, chẳng lâu đủ các hạnh, đến được công đức Phật. Lành thay người thật là đệ tử của Phật, cung kính tất cả chư Phật, chẳng bao lâu nữa trong tương lai, người sẽ đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh, đến được công đức bờ bên kia của Phật. 63 bài kệ ở trên là khen ngợi thiện tài, 26 bài kệ trước là khen quả đức, 7 bài kệ kế tiếp là khen hiện đức, 8 bài kệ kế tiếp là khen gặp hữu đức, 5 bài kệ kế tiếp là khen sớm thành bậc hạnh đức, 7 bài kệ cuối là tổng minh các đức. Người nề đi đến chỗ ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài sẽ khiến ngươi được diệu hạnh của phổ hiền. Thiện tài hành giả, người nên trở về chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ngài sẽ khiến cho người đắc được diệu hạnh thâm sâu vì diệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Về sau Bồ Tát Phổ Hiền tâm bì tha thiết vì ngài nói hạnh mười đại nguyện vương, một bài kệ này lược bày hậu hữu. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc ở trước chúng hội khen ngợi đại công đức tạng của thiện tài. Thiện tài nghe rồi vui mừng hớn hở, lông trên thân đều dựng đứng, rơi lệ nghẹn ngào, đứng dậy chắp tay cung kính chiêm ngưỡng, đi nhiễu quanh vô lượng vòng. Do nhờ sức tâm niệm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bất giác vô nhiên trong tay đầy các hoa chuỗi ngọc đủ thứ báu đẹp, thiện tài vui mừng bèn đem giải lên trên Đại Bồ Tát Di Lặc. Lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc ở trước chúng hội tán thán khen ngợi đại công đức tạng của thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử nghe rồi vui mừng hớn hở, các chân lông trên thân đều dựng đứng, rơi lại nghẹn ngào đứng dậy chắp tay tự nghĩ, vì cầu Bồ Tát hạnh mà đi các nơi tham phương thiện tri thức, trải qua biết bao gian khổ, chịu đựng biết bao cực khổ, gặp được thiện tri thức thấu hiểu về mình, trở thành bạn tri âm, lập tức đứng dậy chắp tay lại cung kính Bồ Tát Di Lặc, chiêm ngưỡng Bồ Tát Di Lặc, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng biểu thị sự tôn trọng sùng bái. Do nhờ sức tâm niệm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bất giác hốt nhiên trong tay đầy các thứ hoa báu, các thứ chuỗi ngọc đủ thứ báu đẹp, thiện tài đồng tử vui mừng đến cực điểm, bèn đem giải lên trên tòa của Đại Bồ Tát Di Lặc. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc giở đầu thiện tài mà nói kệ rằng, lúc đó Bồ Tát Di Lặc duỗi tay phải giở đầu thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng,
lành thay chân Phật tử, sách tấn các căn công lười mỏi, chẳng lâu sẽ đủ các công đức, giống như văn thù cùng với ta. Lành thay, người chân chánh là đệ tử của Phật, người đều sách tấn các căn, dũng mãnh tu đạo, tinh tấn cầu pháp, đi các nơi tham phương thiện tri thức, không khi nào lười mỏi, chẳng bao lâu nữa trong tương lai, người sẽ đầy đủ tất cả công đức lành. Ngươi sẽ giống như Bồ Tát Văn Thù cùng với ta, công đức của ngươi sẽ vô lượng vô biên. Bấy giờ thiện tài đồng tử dùng kệ đáp rằng, lúc đó thiện tài đồng tử rất cao hứng, bèn dùng kệ để đáp lại kệ của Bồ Tát Di Lặc. Con nhớ thiện tri thức, ức kiếp khó gặp được, nay được gặp gần gũi mà đi đến chỗ ngài. Thiện tài đồng tử nói, con thường tưởng nhớ đến tất cả thiện tri thức, trong ức kiếp rất khó gặp được thiện tri thức. Hôm nay còn rất may mắn được gần gũi 50 vị thiện tri thức. Hiện tại con đã đến chỗ đại bảo lầu các của ngài, xin ngài hãy từ bi chỉ giáo cho con. Con nhờ ngài Văn Thù thấy được người khó thấy, bậc đại công đức kia nguyện sớm về kính thờ. Con nhờ sự chỉ dạy và giáo hóa của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cho nên mới thấy được các vị thiện tri thức khó thấy. Các ngài đều là bậc có đại công đức. Còn nguyện tiếp thọ sự chỉ dạy sớm về chiêm ngưỡng kính thờ lễ bái Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là thầy đạo sư đầu tiên của con.